Tập 1. Thưa quý ông và quý bà, chào mừng các chị tới tham gia bữa tiệc. Sau đây tôi xin mời chủ tiệc của ngày hôm nay, niềm tự hào của Diệp thị chúng tôi, tiểu thư Diệp Mạn Lăng. Cảm ơn quý vị, xin chào mọi người. Các vị khách quý, các vị bằng hữu, cảm ơn mọi người đã tham dự tiệc rượu hôm nay. Từ lúc tôi đứng ở trên này, coi như tôi đã thực sự quay lại với đại gia đình Diệp thị. Bây giờ trong lòng tôi thực sự rất kích động. Nhờ có sự cố gắng của các vị tiền bối và toàn thể nhân viên của công ty, tập đoàn Diệp thị mới có được thành tích như ngày hôm nay. Hôm nay tôi vinh dự được đứng trên này cùng với các cộng sự của công ty, thực sự khiến tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy áp lực. Nhưng xin mọi người hãy yên tâm, nếu tôi đã đảm nhiệm chức vụ này thì nhất định sẽ dốc hết sức làm tốt, sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Có người nói khi Kim tiểu thư chỉ là bình hoa, tôi rất muốn để họ thấy cũng có vài bình hoa không dễ dàng bị đổ vỡ đâu. Cảm ơn. Xin vô cùng cảm ơn quý vị. Ren. Mạn Lăng à. Mạn Lăng. 10 năm không gặp rồi. Em không quên anh chứ? Sao có thể quên anh được? Lúc ở châu Úc, anh tốt với em như vậy, má còn ghen tị với anh đó. Cảm ơn. Anh vẫn như trước đây, chẳng thay đổi gì, vẫn đẹp trai như vậy. Không phải em đi New Zealand để phát triển sao? Sao vậy? Má đâu? Bọn em ly hôn rồi. Mạn Lăng. Ba. Hai người quen nhau sao? Đương nhiên là quen rồi. Bọn con học cùng trường bên Úc. Mạn Lăng, chúc mừng em nhậm chức. Chúc mừng gì chứ, em chỉ đảm nhận chức ba truyền lại thôi. Vị này là... Cháu xin phép giới thiệu. Đây là tiểu thư Dư Lệ Na, giám đốc tài chính của công ty chúng tôi. Xin chào Dư tiểu thư. Xin chào Diệp tiểu thư. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Con bé ra nước ngoài lâu quá, có nhiều chuyện ở đây không hiểu lắm. Còn cần mấy vị bằng hữu giúp đỡ. Bác Diệp, bác yên tâm, Mạn Lăng là người nhà cháu mà. Phải rồi, Mạn Lăng, công ty anh đang đưa ra một dự án địa ốc mới, đang trong dự án kêu gọi nhà thầu. Anh không biết công ty Diệp thị có lĩnh vực liên quan tới ngành này không? Có, đương nhiên là có. Giám đốc Bạch hiện giờ là người lợi hại nhất trong giới bất động sản của Phúc Châu. Bác Diệp, bác nói đùa rồi. Cháu chỉ là làm việc cho người khác thôi. Mấy đứa nói chuyện đi. Ba uống ít rượu thôi. Được rồi. Mạn Lăng. Chào. Bạn đến rồi. Đúng rồi, giới thiệu một chút. Đây là giám đốc Bạch, tới từ Phúc Châu, là thương nhân rất có thực lực trong ngành bất động sản. Còn có gì này, Steven. Đây là bạn thân của em. Xin chào, xin chào. Hài hước quá. Mạn Lăng, bộ này của cậu là sao vậy? Chỉ có thể cho cậu 70 điểm thôi. Vậy sao phải nghe theo ý kiến của mình? Phải thời thượng hiểu chứ. Cảm ơn nhé. Hai người nói chuyện đi. Em qua bên kia cho hỏi một chút. Lát nữa mình gặp lại. Thất lễ rồi. Cảm ơn. Đừng sao đừng có xịt cái mùi này. Hắc lắm đó.
bị cái gì vậy không biết? Đây là mùi thời thượng nhất đó. Chẳng hiểu gì hết. Cái đó tôi xin phép thất lễ trước. Chúc mừng Diệp tiểu thư. Không biết Diệp tiểu thư bao giờ mới chính thức nhậm chức? Không phải tôi đã nhậm chức rồi sao? Thực sự trăm nghe không bằng gặp mặt. Diệp tiểu thư quả nhiên bất phàm. Nghe nói ở Phúc Châu có cái bất động sản liên quan tới ba phường bảy ngõ, đang nghiên cứu thiết kế là do anh phụ trách đúng không? Công ty chúng tôi góp vốn tham dự. Ngày mai tôi muốn đi xem một chút, thuận tiện hiểu rõ hơn. Được thôi, cảm ơn. Có chút thú vị. Em là của tôi rồi. Ba phường bảy ngõ không chỉ là truyền thống, lỗi thời, mà còn là hiện đại và tương lai. Chúng tôi tổ chức cuộc thi lần này là vì muốn thông qua tinh thần sáng tạo của mọi người, thể hiện ra được sức sống thanh xuân của cổ vật còn lưu truyền, để chúng ta có thể lưu giữ được truyền thống dân tộc. Chúng ta phải nói cho cả thế giới, ba phường bảy ngõ cần sự kế thừa của mọi người, cần phải hướng về tương lai. Đây, ăn quả lê đi. Bắt lấy tên cướp. Cướp. Bắt lấy tên cướp. Đưa tiền đi, tôi bắt tên cướp đã. Bắt lấy nó. Bắt cướp đi. Lão Triệu, có chuyện gì vậy? Có trộm, Mỹ Lệ. Con trong tiệm đi. Tôi tuyên bố giành được giải ba là thiết kế của ông Lâm Song Thành, Vũ Hạng Xuân Âm. Áo quần của cuộc thi là tác phẩm thiết kế của tập đoàn Diệp Thị ở Thượng Hải, quảng cáo phố phường. Đứng lại. Chạy đi đâu hả? Bắt lấy kẻ cướp, đứng lại. Bắt lấy hắn. Chúc mừng nhé. Cảm ơn, chúc mừng cô. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Đứng lại. Bắt lấy tên cướp. Các người làm gì vậy? Đứng lên đi. Bắt tôi làm gì? Bắt lấy hắn. Bắt lấy. Hắn là tên cướp. Thành thật một chút, làm gì vậy hả? Đứng im. Hắn mới là kẻ trộm. Hắn mới là kẻ trộm. Cảnh sát, các anh đưa đi đi. Hắn mới là tên cướp. Hắn là cướp. Nếu không có cảnh sát, tôi sẽ khiến hắn cả đời không thoát nổi. Tôi nói cho cậu biết, cuối cùng tôi sẽ tuyên bố quán quân là tác phẩm cải tạo quán cũ Vũ Yến Phô. Tôi là tôi. Để tôi lĩnh giải. Là tôi mà. Các anh nhầm rồi. Tôi được giải rồi. Là tôi. Sau khi bàn bạc qua, vì quán quân có hành vi không đúng làm loạn hội trường, giám khảo cuộc thi đã thống nhất quyết định hủy đi tư cách quán quân của Mã Lương. Các anh bắt nhầm rồi. Áo quần của cuộc thi tập đoàn Diệp Thị được đẩy lên làm quán quân, giải ba lên thành áo quân. Xin chúc mừng hai vị. Tôi nói cho các anh biết, tôi hành thiệp trường nghĩa, dựa vào đâu mà lấy đi chiếc quán quân của tôi? Anh bình tĩnh một chút đi. Nhầm rồi, không được qua đó. Diệp tiểu thư xin nhận chiếc cúp này. Cảm ơn. Cậu bình tĩnh một chút. Bỏ ra. Đưa cho tôi.
lưu manh. Đúng, đáng đánh. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mau xin lỗi Diệp tiểu thư. Xin lỗi cũng được. Anh bảo cô ta qua đây quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại và xin lỗi cô ấy. Cậu cứ mạnh miệng như vậy, tôi sẽ làm theo trình tự. Ai sợ ai chứ? Diệp tiểu thư, cô muốn kiện anh ta không? Điều gì là kiện rồi? Kiện cái đầu của cô. Cô lợi dụng tôi không qua đó được để cố tình đúng không? Giống vậy là chuyện nhỏ, nhưng anh làm người ta ghét quá, nên tôi cho anh một bài học. Em trai à, nếu không sợ vậy em không lớn được. Ai là em cô? Cô còn kiện tôi kiện cô cái gì? Có hành vi không đứng đắn hay cưỡng bức đồ xấu xí, chẳng có gì cứ làm to chuyện. Cô có bản lĩnh thì rửa sạch mặt đi rồi quay lại. Chúng tôi còn nhận ra cô. Tôi sẽ làm bản biểu dương cho tôi. Xem ra cậu cần phải bị trói lại. Được, cậu muốn tìm cái không đau khổ chứ gì? Vậy tôi thành toàn cho cậu. Cảnh quan Trần, tôi còn truy cứu cậu ta tội phỉ báng. Phiền anh đưa cậu ta đi khám, nhớ là phải tìm bác sĩ thú y. Tôi có thể đi chưa? Có thể rồi. Cô, thật ngại quá, bị trói ở đây thì trong nhà cho tốt vào. Nếu không sẽ không có xương ăn đâu. Tạm biệt. Cô, cái đồ xấu xa này. Đây là cậu tự tìm đó. Anh hiểu cái gì? Làm cô ta hiểu được không? Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao? Là như vậy, tôi muốn thay cậu ấy xin cô. Tên tiểu tử này ăn nói khó nghe, làm việc không giỏi, nhưng bà lòng dạ không xấu. Cậu ta là bạn anh sao? Đều là hàng xóm ở ba phường bảy ngõ. Tên tiểu tử này từ bé đã không cha không mẹ, rất đáng thương, cho nên bình thường mọi người đều nhường nó. Nhưng cũng không thể vì vậy mà chiều nó thành xấu. Đúng vậy, về nhà tôi sẽ giáo huấn nó. Tâm địa cậu ta thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi thấy anh không tệ. Nể mặt anh, tôi tha cho cậu ta lần này. Được, vậy phiền cô ký vào đây. Cảm ơn, thực sự cảm ơn. Cảm ơn. Đi đi. Đi đâu? Đói chưa? Đưa cậu đi ăn xương. Được rồi, về nhà đi. Anh Kiến, em biết là anh có nghĩa khí mà. Cảm ơn anh. Không dám nhận, bớt gây phiền phức cho tôi là tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Được, em biết rồi, đi nhé, đi đi. Ăn nói cẩn thận biết chưa? Biết rồi. Hạng mục phát triển đất đai hôm nào cũng có, nhưng mà hôm nay thì khác. Bởi vì nó ở ba phường bảy ngõ, làm bất động sản ở đây không đơn giản chỉ là xây nhà, nó còn là làm về văn hóa tinh thần. Vì thế tập đoàn Tam Thịnh, tôi đã yên tâm hơn nhiều rồi. Lý do là họ dùng cái tâm để làm việc. Dự án này giao cho họ tôi rất yên tâm. Hôm nay tôi đến không phải đại diện cho hội, tôi chỉ đại diện cho tôi. Một người sinh ra lớn lên ở Phúc Châu, đối với hai công ty mà nói, xin phát huy hết năng lực của mình, xứng đáng với lương tâm của chính mình, vì người dân của Phúc Châu lấy ra một thứ có thể xứng với ba phường bảy ngõ, có thể là tác phẩm truyền đời. Người tình trong mộng vừa trở về thì liền không có nguyên tắc gì nữa. Chuẩn bị đưa tiền cho người ta sao? Bác yên tâm, công tử có tính toán. Bác trai, bác là người hiểu Bạch Cương. Làm ăn bà lỗ, không bao giờ cháu làm. Làm ăn thì phải theo nguyên tắc, cháu không thể dùng cảm tính nói được. Cái hợp đồng tiếp thị cho Văn Cẩm qua viên 300 vạn đó. Bác trai, bác là người dịch cháu, làm từng bước một mới có ngày hôm nay, đúng không? Trên đời này chỉ cần là đồ cháu muốn. Có bao giờ cháu từ bỏ chưa?
Mấy năm ở châu Úc, cháu theo đuổi cô ấy như vậy, cháu tốt với cô ấy đến mức chính cháu còn ghen tị. Cuối cùng cô ấy đáp lại cháu cái gì? Chẳng có gì hết. Cô ấy dịp mạng lăng, cuối cùng gả cho Mark. Bây giờ cơ hội của cháu tới rồi. Lần này cô ấy chủ động tới tìm cháu. Cháu muốn cả tiền cả người, 300 vạn này coi như là vốn. Bụng dạ của cháu không nhỏ, bác sẽ xem cháu. Đem tiền của Diệp thị bỏ vào túi. Bác trai, bác sẽ thấy thôi. Mẹ, ba bị làm sao vậy? Ba con đi đến một nơi rất xa rồi. Có phải là ba sẽ không về nhà được nữa không? Con ngoan, đừng hỏi nữa. Từ hôm nay trở đi con sẽ mang họ Bạch. Nhưng con phải nhớ kỹ là họ Diệp. Chính họ là người làm ba con không thể trở về. Con không cần họ Bạch. Con muốn ba. Ba ơi. Mời vào. Đây là cái gì vậy? Bánh ngọt mà ngài đã đặt. Tôi không đặt mà. Là tôi đặt cho cô đó. Đồ ngọt có thể thư giãn tâm trạng. Đây là tôi mua từ quán ngon nhất ở Thượng Hải để tặng cô. Coi như chúc mừng cô chính thức nhậm chức. À, còn có sơ bộ phương án tiếp thị cho Văn Cẩm Hoa Viên. Mời cô xem. Giám đốc Nguyên, anh muốn làm cái gì? Tôi biết là ở gần đây có nhà hàng Tây không tệ. Bữa trưa có thể cùng nhau đi ăn không? Thật ngại quá, trước tới nay tôi chưa bao giờ ăn riêng với cấp dưới. Tôi vẫn còn một chút việc cần phải xử lý. Anh có thể ra ngoài. Cảm ơn bánh ngọt của anh. Quay về gặp phải như người đàn ông này, người sau còn không đáng tin cậy hơn người trước. Tiểu Mộng, em đi đâu rồi? Sao em lại ra đi lặng lẽ như vậy? Đến cơ hội tìm em cũng không có. Những năm nay anh luôn sống trong thế giới của chính mình, phớt lờ đi cảm xúc của em. Em chỉ muốn một cuộc sống ổn định, nhưng lại cứ trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả những yêu cầu nhỏ cũng chưa từng đáp ứng em. Giờ anh mới biết mình sai. Xin lỗi em, Tiểu Mộng. Cầu xin em hãy quay trở về. Quay về bên cạnh anh, cho anh thêm một cơ hội, làm cho em hạnh phúc. Mã Lương, em đi đây. Khi em rời khỏi căn nhà này, mọi kỷ niệm của chúng ta coi như kết thúc. Chúng ta ở bên nhau 2 năm, nhưng trái tim ta lại càng ngày càng xa. Đây không phải lỗi của anh. Anh là người đầy tài hoa và giỏi giang. Cuộc sống của anh sẽ đầy màu sắc như hoa hồng. Là em sai. Không nên ép anh. Ép anh tìm việc, mua nhà. Em không nên để hoa hồng của anh bị nhiễm khói bụi dầu muối. Nhưng em chỉ là người con gái bình thường. Em chỉ muốn có một cảm giác an toàn. Vậy em gả cho dòng cổ hay là gả cho anh? Dòng cổ không đại diện cho tiền, đó chỉ là một loại thái độ. Em biết làm như vậy sẽ làm anh rất phiền, rất mệt. Sự ngọt ngào của mối tình đầu biến thành sự tranh cãi không ngừng. Cho nên em chọn cách rời đi. Đi tìm cuộc sống mà em muốn sống. Đừng tìm em. Cũng như
đừng quá đau lòng, mọi thứ rồi sẽ qua đi. Hy vọng anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Đây là bản báo cáo từ Phúc Châu gửi tới. Công ty chúng ta chi rất mạnh tay. Sao vậy? 10 dạng cho một sáng kiến, phát triển 3 phường 7 ngõ. Nguyên Vinh, anh hơi quá đà rồi. Anh muốn làm cái gì? Sao vậy? Tôi đã nói rồi, giải thưởng chỉ có thể là 2 dạng. Tiền chênh lệch tôi tự bỏ ra. Lát nữa tôi sẽ đem tiền đưa qua bên tài vụ. Tại sao anh phải làm vậy? Tôi nói cho cô biết, Nguyên Vinh tôi làm gì chỉ có 6 chữ. Phụ nữ. Phụ nữ. Các còn lại thì sao? Vẫn là phụ nữ. Tôi muốn cho cô xa mắt mà nhìn tôi. Đây là vé đi xem cửa gửi của Hoàng Gia Anh. Và tối nay cực kỳ khó kiếm. Không biết tôi có vinh hạnh cùng cô đi thưởng thức một chút không? Nghe nói cô rất thích cưỡi ngựa. Tại sao lại mời tôi xem cái này? Hôm nay là lễ thất tịch, lẽ nào cô không muốn vui vẻ một chút sao? Anh rất hiểu tôi. Tôi rất quan tâm. Vậy anh có biết lễ tịnh dân tặng quà cho người khác có ý gì không? Đương nhiên là biết rồi. Tôi đang theo đuổi cô. Giám đốc Vinh, rõ ràng anh biết chúng ta là cấp trên, cấp dưới. Hơn nữa công ty còn cấm yêu đương trong nội bộ công ty. Như vậy mà anh vẫn làm. Tại sao? Bề ngoài có thể hiện đang rất giận, nhưng mà ánh mắt của cô đã phản bội lòng tin của cô. Tôi có thể nhìn rõ cô, vì tôi hiểu cô. Cô vẫn luôn cố gắng nói với bản thân cô là người phụ nữ mạnh mẽ, cô muốn thắng. Nhưng thực ra cô cũng không cần vất vả như vậy. Phụ nữ là được người khác thương. Từ từ cô sẽ phát hiện cái thành tích mà cô muốn thật ra chẳng đáng nhắc đến. Cái tôi muốn là gì? Là kích thích, là mạo hiểm. Nguyên như tôi nói cho anh biết, anh đây là tự cho mình thông minh. Anh tự cho mình là đúng. Anh cho mình rất hiểu phụ nữ sao? Tôi thấy thực ra chẳng hiểu gì hết. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh cứ làm phiền tôi như vậy nữa, tôi sẽ khiến anh lập tức dọn đồ rời đi đó. Nguyên Vinh, không phải anh thích đoán tâm ý người khác sao? Vậy thì đừng đi làm nữa, ra đường mở sạp coi bói là được. Tôi thích mạo hiểm, không sai, anh nói đúng. Nhưng liên quan gì tới anh? Xin lỗi, buổi tối tôi có việc rồi. Anh tự mình đi đi. Lần sau đừng như vậy nữa. Anh thành thật một chút, nếu không thì chuẩn bị ra đường. Tôi được là sinh viên hàng đầu của Cambridge. Cô lại bảo tôi ra đường xem bói. Xem ra cứ ăn nhờ ở đậu mãi không được. Mình cần phải có công ty của riêng mình mới được. Mã Lương à, Mã Lương, dậy đi, mau dậy đi. Cả ngày đều say. Say thành cái bộ dạng gì rồi? Cháu đúng là cái đồ vô dụng. Xem ra ta không đánh cháu. Mau dậy cho ta. Ôi cái gì mà ôi. Bác Yến, sáng sớm bác đã đánh người rồi sao? Bác thầy ba cháu đánh cháu. Không phải chỉ là thất tình thôi sao? Sao cái bộ dạng vô dụng của cháu, có cô gái nào sẽ thích chứ? Qua đây. Bác Yến, bác đánh nhẹ tay thôi. Năm đó ba cháu không có yêu cầu gì khác, chỉ mong cháu có thể trở thành nam tử hán. Mau dậy đi, thối chết đi được.
Mau đi tắm thay quần áo đi. Không cần đâu, qua đây. Cuộc thi sáng tạo 10 dạng. Bác Yến, 10 dạng này của cháu. Bác sẽ cho cháu tìm một chút. Chúng ta mua cái nhà, tìm tiếng mộng của cháu quay trở về. Dạ. Này, đi đâu vậy? Cháu đi tắm. Tiểu Mộng, ngày mai đi Thượng Hải, anh nhất định sẽ thắng được giải, đem em trở về. Người anh em xin lỗi, tôi cũng không nhìn thấy. Hay là ra viện khám cho chắc. Không cần đâu, đi đi, vẫn là nên đi khám, không cần đâu. Mời vào, ngồi đi. Mấy cái tác phẩm này chẳng có cái nào xứng như 10 dạng hết. Vậy thì sao, Diệp tiểu thư muốn nói gì? Trong này có 8 dạng của tôi, nếu cô không thích, tôi có thể trả lại 2 dạng cho cô. Đến phòng tài vụ lãnh tiền đi. Tiền gì? Tôi đã giao cho tài vụ rồi. Trả lại 8 vạn cho anh. Muốn đuổi tôi đi sao? Tôi không có nhỏ nhen như vậy. Đi đi. Ngơ ra đó làm gì? Đợi ăn đêm sao? Alo, mẹ Trương. Cái gì? Việc nào? Xin lỗi. Là cậu sao? Đồ lưu manh. Đúng vậy, người xấu tới đây làm gì vậy? Ở đây không có chỉnh hình đâu. Làm gì vậy hả? Cái gì mà làm gì chứ? Là cô tránh đường, tránh ra đi. Cậu mới là người phải tránh. Cô nói lớn một chút, cậu tránh ra. Như cô sao? Cô, có vẻ là cậu đang ăn rồi. Mời vào. Nguyên tổng, chị này đến nộp bài.
Ngập bài sao? Không phải đã quá hạn rồi sao? Xin chào, tôi từ Phúc Châu ngồi máy bay qua đây. Kể cả cậu có từ Canada tới ngồi máy bay qua đây, tôi cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nguyên tắc chính là nguyên tắc. Chưa xem đồ đã đuổi tôi đi. Anh không phải là ngốc thì chính là điên rồi. Người khác còn xin tôi cho xem đó, tôi còn chẳng nỡ đưa. Cô ra ngoài trước đi. Dạ được. Mã Lương, chào Diệp tổng. Diệp tiểu thư, cái này tôi xem rồi, xứng đáng 10 vạn. Không phải đã quá hạn rồi sao? Anh làm việc kiểu gì vậy? Xem chút là biết. Tôi thấy cái này thực sự không tồi. Là của cậu ta sao? Không sai, cậu ta tên là Mã Lương. Vậy sao? Sao lại là tên sao chổi này vậy? Được, xem xong rồi. Không ra gì. Diệp tiểu thư, người xấu của làm gì vậy? Đây là bà chủ của tôi. Bà chủ sao? Đây, đây 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 đây. Lúc nãy trong viện là tôi vội đi nộp bài cho nên. Xin cô xem qua được không? Nếu không sẽ hối hận đó. Tôi sẽ không hối hận. Thiết kế của Lưu Banh có thể như thế nào chứ? Cô là có ý gì? Tôi mà biết đây là công ty của cô, tôi tuyệt đối không tới. Mã Lương làm gì vậy? Mã Lương, quả là do tâm trạng không tốt. Có thể đợi thêm chút tôi đi khuyên cô ấy. Anh tình nguyện là chó nhưng tôi không rảnh. Mau chóng đem thứ trong Gmail xóa đi, nếu không tôi sẽ kiện anh. Mã Lương, Mã Lương. Tôi đã dựa trên sự sáng tạo của cô ấy có một ý tưởng. Dùng ý tưởng này tôi nắm chắc 90% sẽ thắng. Xin lỗi, chuyện đã quyết định rồi. Tôi không muốn tiếp tục thảo luận. Cô đừng xúc động có được không? Sao gọi là xúc động? Tôi không cần ý tưởng của Lưu Manh. Lẽ nào đây là xúc động sao? Nhưng mà căn bản của cô chưa xem kỹ. Tôi không muốn xem. Được, tôi không quan tâm hai người có chuyện gì, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi là người trong ngành. Cái ý tưởng này của anh ta hoàn toàn có thể khiến chúng ta lấy được thầu này. Cô nên tin phán đoán của tôi. Tôi thà thua thầu cũng không cần cái ý tưởng của anh ta. Cô đang làm tổn hại lợi ích của công ty. Đây là công ty của tôi, công ty của mọi người. Sao phải vì một mình cô làm tổn hại lợi ích của mọi người? Cô nói đi. Nguyên Dinh, tôi nhắc nhở anh, anh không có tư cách dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Hơn nữa, tôi mới là tổng giám đốc, anh chỉ là phó thôi. Anh cần biết rõ thân phận của mình. Cô thực sự xem mình là nữ dương sao? Cô ngoài họ Diệp cha, cô còn có cái gì? Dù cảm xúc làm việc hạ cấp, câm miệng phó giám đốc. Không thể cứ như vậy được. Tuyệt đối không được.
Đến rồi. Mã Lương à, sao tâm trạng không tốt vậy? Chịu đả kích gì rồi sao? Cái đứa này sao vậy? Sao vậy? Nói ra đi. Cái đứa này sao lại không vui? Để ông làm cho con vui. Con đừng chạy mà. Đứa nhỏ này. Con ấy à, ai chưa chịu đả kích bao giờ? Không sợ người khác cười. Ông chịu đả kích của chuyện 50 năm trước rồi. Cháu là hôm qua, có thể so sánh được sao? Cho đó chút khổ này của cháu sao có thể so với ông? Cái này tính là gì? Ông từng ngồi tù, cháu ngồi qua chưa? Ông chịu qua đau, cháu chịu qua chưa? Nó bị gái bỏ, cháu bị... Đó cái này cháu cũng có nhỉ? Không phải nó vẫn sống tốt đó sao? Đau. Cái này là cái gì? Đây là cái giá vẽ năm đó ba cháu dùng. Cháu cầm lấy đi. Kể cả có ra đường vẽ tranh, cháu chỉ cần cố gắng. Cháu vẫn xoay là con ngựa rất tốt. Không có gì phải lo hết. Cảm ơn ông. Do đại dịch kinh doanh của Diệp Thị xảy ra vấn đề. 300 vạn hợp đồng của Phúc Châu đối với công ty rất quan trọng. Có phải hôm nay mình quá xúc động không? Có lẽ mình nên xem qua ý tưởng của Mã Lương. Chú Uông, sao chú lại đến rồi? Ba cháu hôm nay phát bệnh là vì chuyện của xưởng in. Chuyện gì? Đây là lúc ký hợp đồng mới phát hiện ra. Trong lòng ông ấy vẫn cứ không cam tâm. Alo. Xin chào, Bạch tổng có đó không? Diệp tiểu thư đúng không? Bạch Cương đang tắm. Có chuyện gì sao? Không có gì. Vậy lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại. Không cần đâu. Tôi tìm anh ấy vì chuyện của công ty. Đợi anh ấy rảnh tôi gọi lại. Vậy được, tạm biệt.